Chào bà con nuôi tôm nuôi cá, tôi là Duy Nam, đại diện cho công ty Men Vi Sinh C&T Việt Nam. Hôm nay tôi xuống dưới farm nuôi, tôi hướng dẫn cho bà con cách xử lý về lấm đồng tiền, rong, rêu và đặc biệt là tảo lam, tảo xanh. Với công ty C&T có một cái sản phẩm là White Out đặc trị lấm đồng tiền, rong, rêu, tảo lam, tảo xanh. Với sản phẩm White Out, liều lượng, cách dùng và liều lượng như sau. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách dùng và liều lượng. Sản phẩm White Out thì là đặc trị lấm đồng tiền, rong, rêu, tảo lam, tảo xanh, tảo đỏ, những tảo lợn cợn, đấy, tảo gây hại trong ao nuôi. Và cách dùng liều lượng là về bị lấm đồng tiền là 500g dùng cho 500m khối nước và dùng cho để cắt tảo lam, tảo xanh, tảo đỏ. Mình dùng là 500g cho 800-1000m khối nước. Với ao nuôi bờ bạt đáy đất thì là bà con lên sử dụng cái sản phẩm này là giải trực tiếp cách mép bờ là 1,5m. Đấy, không cần phải hòa tan nước. Còn khi mà ao nuôi mà bị tảo lam, tảo xanh, tảo đỏ, tảo lợn cợn thì là bà con hòa sản phẩm ra nước và sau khi đó mình tạt vào lúc 9 đến 10 giờ tối là 21 giờ đến 22 giờ tối. Với tình trạng ao nuôi hiện tại đang bị lấm đồng tiền và khi bờ ao nuôi đã bị lấm đồng tiền thì là tôm sẽ bỏ ăn và có nhiều cái gây hại, gây nguy cho ao nuôi. Thì sau khi sử dụng cái sản phẩm này 3 đến 5 ngày thì lấm đồng tiền sẽ chết và chuyển sang màu đen và tôm sẽ dần ăn trở lại. Đấy, và rất là tốt. Sau khi lấm chết rồi thì là một thời gian sau thì là lấm sẽ tự bong chóc và sẽ tự phân hủy. Với ao nuôi bờ bạt đáy đất thì sẽ tự phân hủy, còn với ao nuôi công nghệ cao thì sau khi lấm chết thì tự bong chóc ra thì mình sẽ xả si phông. Là lúc đấy là sẽ không còn lấm trong ao nuôi nữa. Đây lấm đồng tiền đây. Đây 5 ngày đây. Quay lại lấy một cục khác đi. Cái này chết tảo xanh chú có lấy tay không có này. Tảo xanh thôi chứ nấm đồng tiền không. Tảo xanh thì nó bám rồi chết hết. Bà con đang nuôi ao tôm, ao cá gọi ngay cho công ty chúng tôi để được hỗ trợ bởi những chuyên gia đầu ngành nông thủy sản.